Tưởng nhớ ngày giỗ một năm cha Du Xe Trần Ngọc Thanh. OP 29 tháng 1 2022, 29 tháng 1 2023. Từ thương tiếc đến tiếp nối sứ vụ. Thương tiếc cha Du Xe Trần Ngọc Thanh. Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Gioan chương 12 câu 24. Hạt giống có tên là Giêsu Kitô đã được Chúa Cha gieo vào trái đất này qua cuộc nhập thể và tử nạn của Ngài trên thập giá. Từ hơn 2.000 năm qua đã làm nảy sinh một dân thánh mới được Thiên Chúa cứu độ. Và từ đó đến nay đã có từng lớp lớp những con người tiếp bước theo mẫu gương Giêsu, hiến thân mạng sống mình cho đến chết, để tình thương của Thiên Chúa được nhiều người đón nhận và tin theo. Trong năm 2022 vừa qua, chúng ta được chứng kiến tại Việt Nam một tu sĩ linh mục cũng đã đi trên con đường đó để góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa. Đó là cha Du Xe Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh. Sau khi làm linh mục được 4 năm, Ngài được bổ nhiệm làm cha quản nhiệm giáo họ Sa Lo, đã bị sát hại bằng những nhát dao trên đầu và đã gục ngã tại chỗ đang khi ngồi tòa giải tội cho đồng bào dân tộc Xê Đăng tại làng Giang Lỗ 2, giáo xứ Đắk Mốt, tỉnh Kon Tum vào lúc 11 giờ 30 đêm ngày 29 tháng 1 2022, tức ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu, lúc Ngài chỉ mới 41 tuổi đời. Cái chết thương tâm của Ngài đã tạo ra những nỗi ngỡ ngàng và đau buồn thương tiếc của không biết bao nhiêu người, nhưng cũng từ đó dẫn đưa mọi người tới niềm hy vọng sẽ làm chỗ sinh nhiều bông hạt để tiếp bước sứ vụ của cha. Niềm thương tiếc đó trước hết phải kể đến giáo dân giáo họ Sa Lon, nơi cha mới được bổ nhiệm về, nhưng đã tận tình quan tâm đến họ. Họ tụ họp nhau kính viếng, cầu nguyện và khóc thương cha. Họ mang cả chăn chiếu vào nhà nguyện Giang Lố để ngày đêm được nhìn chân dung cha cho đỡ nhớ và kể lại những câu chuyện cha đã làm cho họ. Nhìn những hình ảnh như thế này, hỏi ai không mũi lòng. Phần anh em dòng Đa Minh đã đón nhận tin này vào giữa đêm 28 tháng Chạp như một tin sét đánh. Cha Thanh bị chém chết rồi. Anh em đã thức cả đêm không ngủ, thắc mắc tự hỏi ai đã nhẫn tâm giết chết một linh mục đơn sơ hiền lành như thế. Từ đây anh em phải mất đi một người anh em thương quý và tiềm năng cho việc truyền giáo của dòng Đa Minh trên vùng Tây Nguyên. Phần giáo phận Kon Tum ngay từ sáng sớm ngày 29 tháng Chạp, tòa giáo mục đã đăng tin cáo phó cùng với sự đau xót. Cả giáo phận Kon Tum, từ đức cha giáo phận đến các cha và giáo dân, nhất là những người quen biết Ngài, đều bàng hoàng trước tin dữ đó. Đức cha đã thu xếp xin chiếu mọi cuộc hẹn chúc Tết để cùng với các anh em linh mục trong giáo phận về nhà nguyện Playdon chiều hôm đó để dâng lễ đưa chân cha Thanh. Trong thánh lễ, Ngài đã nói lên ý nghĩa của đời cha Du Xe Thanh qua cái chết đã trở thành của lễ hiến dâng lên Thiên Chúa đang khi thấy mặt Chúa Kitô cử hành các bí tích
Ngài nói: Và qua cái chết của cha Giuse, tôi đi từ đến một cái bài hát nói về linh mục. Con linh mục, con chết ở trên bàn thờ. Sau này ông thấy hát cái bài đó lên cho hồi nhỏ và chuẩn bị đó là ngày thứ năm đầu tháng là hay hát cái bài đó. Xin cho được làm linh mục và chết ở trên bàn thờ. Khi làm lễ linh mục ở trong cương vị của Chúa Kitô mà chết vào cái lúc đó thì chắc là thầy không lắm. Cha Giuse xe của chúng ta mặc dù không phải là đang làm lễ nhưng mà ngài đang giải tội thì cũng là trên cương vị của Chúa Kitô thì là tình in persona Christi. Chúng ta hãy để dành mấy phút theo dõi hình ảnh cha Giuse khi được ra khỏi nhà nguyện Playdon để đem về tỉnh dòng Đồng Nai qua tiếng hát khẩn cầu trầm buồn tha thiết nhưng tràn đầy hy vọng của ca đoàn giáo họ Playdon bằng tiếng Bana. Vào sáng ngày 30 Tết, tại đền thánh Martino Hố Nai, nơi có nghĩa trang chôn cất các anh em đa minh đã qua đời, cha giám tỉnh và các anh em trong tỉnh dòng còn ở lại trong các tu viện hoặc đã về quê ăn Tết với gia đình, vội vã kéo về tham dự lễ nghi tiễn biệt và dâng thánh lễ an táng cha thân. Với tâm tình của người anh lãnh đạo trong dòng, ngài đã gợi lên niềm phấn khởi và hy vọng cho anh em đa minh đang còn sống qua cái chết của cha Giuse Thanh. Máu của anh đã đổ xuống. Có thể nói rằng vào cái thời khắc đẹp nhất của đời linh mục, khi anh vừa cử hành thánh lễ cho giáo dân và đang cử hành bí tích hòa giải cho các hối nhân. Máu của anh đã đổ xuống khi hình ảnh Đức Kitô linh mục tư tế vị lương y được thể hiện một cách rõ nhất qua chính những việc mà anh đang làm. Và đối với chúng tôi, những giọt máu đó giống như máu của một người tử đạo. Những giọt máu đó chắc chắn sẽ làm những trổ sinh, làm trổ sinh những bông hạt, chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho anh em, chắc chắn sẽ giúp anh em ý thức hơn, chắc chắn sẽ giúp cho anh em dấn thân hơn và noi gương anh. Niềm phấn khởi và hy vọng được hun nóng thêm qua bài giảng lễ của cha Matthew Vũ Văn Lượng, dòng Đa Minh là nghĩa phụ của cha Giuse Thanh. Thưa cộng đoàn, cha Giuse Trần Ngọc Thanh có thể nói là một con người đạo hạnh, hiền lành, chất phác. Và điểm đặc biệt ai cũng nhận ra nơi cha đó là một con người luôn tươi cười và rất quý trọng mọi người. Có thể nói cha đã sống tinh thần của anh Lazaro, một con người phúc hậu và thân ái, hiện rõ nơi khuôn mặt, lời ăn, tiếng nói và cung cách cư xử của cha. Thế thì cái mà chúng ta xem là họa đối với cha qua cái chất đầy thương tâm vô cớ thì lại là họa thật dưới mắt người đời, nhưng lại là cái phúc đối với những người có lòng tin. Cái phúc ở chỗ như anh Lazaro, cha có một tên gọi trước mặt Chúa và mọi người.
Cha có tương quan thân tình nghĩa thiết với mọi người. Cha có tình thương với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, đời cao nguyên núi rừng. Cha là người hùng, dám hy sinh vì đoàn chiên bất kể mạng sống của mình. Riêng phần ông cố và gia đình thân nhân cha Du Xe Thanh đã đón nhận hung tín về cha Thanh cũng ngay vào đêm 28 Tết. Vì biết cha Du Xe sẽ được đem về chôn cất tại Hố Nai, nên ông cố và gia đình đã đến đền Thánh Martino thật sớm để đón nhận lần cuối cha Thanh và tham dự lễ nghi an táng. Đoạn phim sau đây thật cảm động đến rơi nước mắt khi thấy cảnh gia đình và nhất là ông cố cha Thanh đang chậm chạp, lững thững bước theo quan tài cha Thanh vào thánh đường đền thánh dâng lễ. Qua những thước phim vừa xem trên, chúng ta đã thấy được những hình ảnh nội bộ với những nỗi niềm thương tiếc tại những nơi và những người có liên quan đến cha Thanh đã sống và phục vụ. Nhưng còn các người khác và nơi khác thì sao? Thừa cũng đã diễn ra những điều bất ngờ hiếm thấy ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thật vậy, rất nhiều các mạng truyền thông như Facebook, YouTube, nhiều đài truyền thanh, truyền hình khắp nơi từ Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đều lần lượt đồng loạt đăng thông tin về cái chết của cha Du Xe Thanh bị sát hại. Ai nấy cũng đều có tâm trạng từ ngỡ ngàng đến đau xót và thương tiếc trước cái chết oan ức của vị mục tử trẻ trung, nhiệt huyết và hiền lành. Nhiều người đã đăng trên mạng các bài chia sẻ thật đánh động lòng người và muốn làm một việc gì đó trong khả năng, mong cho cái chết của cha Thanh mang lại ý nghĩa gì hơn cho xã hội, đời sống tu, cho giáo hội Việt Nam và giáo hội Hoàng Vũ. Không những chỉ có các giáo xứ và tu viện của dòng Đa Minh mà rất nhiều giáo xứ, các giáo phận đã biểu lộ sự thương tiếc và dâng thánh lễ cho cha Du Xe Thanh. Trong suốt 3 ngày Tết Nhâm Dần và những ngày sau đó, câu chuyện cha Thanh đã trở thành đề tài trao đổi cho những cuộc gặp gỡ đầu xuân. Không những chỉ có anh em dòng Đa Minh mà các anh em dòng khác đã thông tin cho nhau và đã viết lên thật nhiều cảm nhận qua cái chết của cha Thanh. Nhiều bài viết cảm nhận về cái chết của cha đã được đăng trên các trang mạng và Facebook. Ngoài các anh em Đa Minh, còn có các linh mục, tu sĩ nam nữ, nhiều dòng khác nữa. Khoảng một tháng sau cái chết của ngài, cha Du Xe Nguyễn Cao Luật đã xin phép các tác giả sưu tập làm thành một quyển sách phổ biến nội bộ có tựa đề Anh đã giặt áo mình. Trong đó ghi lại 50 bài viết gồm các thông tin, lời chia buồn của Đức Cha Giáo Phận, cha bề trên tổng quyền Đa Minh, đến anh em trong dòng, và đặc biệt là các bài suy tư cảm nhận về cái chết đầy ý nghĩa thân thương và xúc động của cha Thanh. Chẳng hạn, thứ nhất, chứng nhân cho niềm hy vọng của cha Du Xe Phan Tấn Thành, OP, nguyên viện trưởng phân khoa thần học Angelicum Roma. 2. Tưởng nhớ một nhà truyền giáo vừa đổ máu của cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng, cha xứ Thánh Tuân, giáo hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường. 3. Đường chân lý này con đã chọn của cha Du Xe Nguyễn Cao Luật, nguyên giám tỉnh dòng Đa Minh. 4. Hạt lúa mì mang tên Du Xe Trần Ngọc Thanh của cha An Mai dòng Chúa Cứu Thế. 5. Người xin ông chèo thuyền kéo xa bờ một chút của sơ Tuyết Mậu, cựu giám tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo. 6.
cúi đầu kính cẩn chào em lần cuối, Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh của sơ bác sĩ Ý Lan dòng Đức Bà. 7. Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh đã hoàn thành sứ mạng của cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn dòng Đa Minh. 8. Biến cố Salon của thầy Anto Phan Văn Giáo dòng Đa Minh. 9. Vừa than khóc vừa vui mừng, viết cho anh người anh em Đa Minh của thầy Thomas Trần Hiệu dòng Đa Minh. 10. Cảm nghĩ về cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Đa Minh của Gerard Lắng Tím trên mạng Tin Mừng Đường Phố. Trong sách còn có những bài thơ hay, bài nhạc của anh em Đa Minh biểu lộ lòng thán phục và yêu mến với cha Trần Ngọc Thanh. Hy lễ tình yêu của cha Thanh Vinh, đường chân lý của thầy Giuse Trần Công Thượng, anh là hoa huệ ngát hương của Ly Án dòng tên, bài hát hiến mạng vì đàn chiên của cha Đa Minh Thanh Phương, hát trong ngày lễ an táng của cha Giuse Thanh, bài hát xin vĩnh biệt của cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng. Vài tháng sau đó, sơ Marie Hân, nữ tu Đa Minh, và sơ Cecilia Thúy Nguyên, tu đoàn Bác Ái Xã Hội, nhận thấy giá trị của quyển sách trên nên đã ròng rã nhiều ngày tháng xin dịch qua tiếng Anh cũng với tựa đề You Have Washed Your Robe, với lời giới thiệu của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh, nguyên giám mục địa phận Vinh và Hà Tĩnh. Đặc biệt, trong nội dung quyển sách có hai bài bằng tiếng Anh của hai cha người Mỹ. Một là cha Landry, người làm việc cho phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc với tựa đề Vị Tử Đạo Vì Bí Tích Giải Tội. Hai là cha Cyprian Consiglio, dòng Biển Đức với bài Cha Giuse Trần Ngọc Thanh và Điều Thiện Thứ Ba. Trở lại việc các phương tiện trên thế giới thông tin về sự ra đi của cha Giuse Thanh, rảo qua các YouTube trên mạng, thật ấn tượng khi chúng ta thấy quá nhiều những đoạn video clip đề cập đến cha Giuse Thanh. Mỗi video có đến hàng chục ngàn người và có cái đến hàng trăm ngàn người xem. Tại Việt Nam, phản ứng của thế giới Công giáo trước biến cố thương tâm quẫn khúc. Nhân chứng kể lại những khoảnh khắc kinh hoàng. Vĩnh biệt cha Giuse Trần Ngọc Thanh tại giáo họ Blaydon. Nghẹn ngào xúc động nghi thức tiễn biệt cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Không cầm được nước mắt nhìn lại những hình ảnh lễ tạ ơn cha Giuse. Ơn lành từ cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Phim tài liệu Dấu Chân Truyền Giáo của cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, đuốc sáng giữa rừng. Tại nước ngoài, chúng ta thấy có một số video clip sau. Công giáo Việt, Úc, Ba Lan tưởng niệm cha Giuse Trần Ngọc Thanh, thánh lễ cầu nguyện cha Giuse Trần Ngọc Thanh tại Hoa Kỳ. Đêm thắp nến tưởng niệm cha Giuse Trần Ngọc Thanh tại giáo phận Orange. Thánh ca mang tên Chứng Nhân Tình Yêu do cha An Bình để tưởng nhớ cha Giuse Thanh. Một điều lạ lùng nữa là các tôn giáo bạn cũng quan tâm đến biến cố này. Một video thu hút được nhiều người xem nhất có tựa đề Sự Thật Khó Ngờ. Nhiều sư thầy Phật giáo tổ chức tụng kinh cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh.
Thật là một việc Chúa làm vượt trên trí tưởng tượng và dự phóng của con người. Một vị tu sĩ linh mục trẻ dòng Đa Minh, lãnh sứ vụ truyền giáo ra đi phục vụ âm thầm cho đồng bào dân tộc nghèo khổ ở vùng biên giới hẻo lánh, bỗng nhiên được mọi người khắp năm châu biết đến với sự cảm phục, quý mến và trân trọng. Linh mục tiến sĩ Roger Landry, một thần học gia lừng danh của Hoa Kỳ, làm trong phái bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, gọi cha Giuse Trần Ngọc Thanh là vị tử đạo của tòa giải tội. Nhiều bạn trẻ đã gom góp các video clip về cuộc đời truyền giáo và mục vụ của cha Giuse Thanh để chia sẻ cho các bạn mình coi cha như tấm gương sáng của người đi tìm lý tưởng cho cuộc sống và sống chết cho lý tưởng đó. Các cha dòng Đa Minh tại Kon Tum đã tổ chức lễ giỗ 30 ngày rồi 100 ngày cho cha Giuse với sự tham gia đông đảo của các thành phần dân Chúa trong giáo phận. Lễ giỗ này không hẳn chỉ là cầu nguyện cho Ngài mau về với cha trên trời mà Ngài hằng yêu mến, nhưng chính là nhớ lại và noi gương tinh thần dấn thân tận tụy của Ngài với người nghèo khổ sắc tộc, cũng như xin Ngài cầu nguyện cho mọi người tham dự tiếp nối công cuộc truyền giáo của Ngài. Tình thương cha Giuse được thi thố trên nấm mộ của Ngài. Cho tới ngày hôm nay, thi hài cha Giuse Thanh đã được chôn cất tại nghĩa trang của tỉnh dòng Đa Minh tại đền thánh Martino đã gần được giáp năm. Nhưng tình thương của Ngài với tha nhân vẫn như còn kéo dài cho những ai đến kính viếng và cầu nguyện cho Ngài hoặc xin ơn Ngài chuyển cầu. Trên ngôi mộ Ngài, từ một năm qua, lúc nào cũng tràn ngập hoa của khách thập phương đến kính viếng, đặc biệt là các bản tạ ơn được xếp quanh mộ Ngài ngày một nhiều. Theo một video được một anh bên cạnh đền thánh theo dõi và sưu tập, thì bản tạ ơn đầu tiên là của chị Maria Kim Hoa dân cúng. Nhưng không rõ ngày nào, cho đến bản tạ ơn thứ tư là của anh Giuse Nguyễn Xuân Cường, có ghi ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức là sau 40 ngày cha Thanh mất. Và cho đến hôm nay, khi video này được thực hiện vào ngày 27 tháng 1, thì bản tạ ơn đã lên đến con số 171. Một nghĩa cử đầy tình huynh đệ của anh em Đa Minh là hàng tháng đều cùng nhau ra viếng mộ cha Giuse và các anh em trong tỉnh dòng để biểu lộ tình hiệp thông. Xin trời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con đã phải tha nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Tiếp nối sứ vụ. Quả như lời tâm tình của cha giám tỉnh Thomas Nguyễn Từ Tam trong nghi thức tiễn biệt cha Giuse Thanh: máu của em đổ xuống trên miền Tây Nguyên này chắc chắn sẽ làm trổ sinh bông hạt, chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho anh em, sẽ giúp anh em ý thức hơn, dẫn thân hơn, noi gương em. Từ sau cái chết của cha Giuse Thanh, sau những giây phút dao động, anh em Đa Minh tại Kon Tum như được sự đồng hành của Ngài đã mau chóng sắp xếp nhân sự và cử cha An Tôn Phạm Minh Châu vào salon tiếp nối công việc. Quý thầy học viện Đa Minh do sự sắp xếp của các bề trên đã hăng hái lên Kon Tum học hỏi tinh thần dấn thân nhiệt tâm truyền giáo cho anh em đồng bào dân tộc của cha Giuse Thanh. Chính quyền địa phương cũng đã dễ dàng cho anh em đến sinh hoạt và tạo điều kiện cho việc xây dựng nhà thờ salon và các công trình phụ thuộc sớm được thực hiện. Gần đây, cha Giuse Hà Đăng Hội, bề trên tu xá Đa Minh, được cử lên tăng cường đến ở tại giáo họ salon
để với Cha Châu và các thầy triển khai công việc như dự tính. Hy vọng trong tương lai gần đây, khi công trình được hoàn thành, sẽ mang lại những lợi ích đức tin cách thực tiễn và tốt đẹp nhất cho bà con đồng bào sắc tộc vùng truyền giáo Salon này trong nhiều phương diện. Xin quý anh chị em cầu nguyện và hỗ trợ cho anh em chúng tôi.